tiến sĩ. Và tiếp theo chúng con xin được thay thầy Thích Thạnh Phú để đọc câu hỏi của vị đồng tu đã gửi đến cho thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, cho con có câu hỏi ạ. Các Phật tử đang tu cùng nhau ở chùa, rồi bây giờ lại tách ra làm hai nhóm. Nhóm A cộng tu ở chùa rồi đi hộ niệm nữa. Còn nhóm B thì cộng tu ở nhà của trưởng nhóm và nghiên cứu về pháp môn hộ niệm rồi cũng đi hộ niệm. Nhưng khi nhóm A mời một số Phật tử ở nhóm B mà trước kia cũng từng đi hộ niệm và cộng tu cùng nhau đi hộ niệm, thì nhóm B bảo với trưởng nhóm A là ông phải vào nhóm tùy duyên của chú làm trưởng ban tùy duyên của tỉnh, thì một số Phật tử của nhóm B mới đồng ý đi hộ niệm. Nếu mà mấy người nhóm B cố tình đi thì trưởng nhóm tùy duyên của tỉnh cũng không hoan hỷ lắm. Vậy con muốn hỏi là nếu chú trưởng nhóm A không tham gia vào nhóm tùy duyên của tỉnh thì có được mời người của nhóm B đi hộ niệm không ạ? À? Rồi Phật tử nhóm B trước kia đã từng cộng tu và đi hộ niệm với nhóm A mà bây giờ được mời tham gia hộ niệm thì có phải hỏi chú trưởng ban của tỉnh không ạ? À? Con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng là chúng sanh còn tranh bất cấp chi vũ, hộ niệm mà cũng tranh với nhau, cũng chấp trước. Thôi cái chuyện này tùy chư vị đi, hãy lấy tình cảm ra mà xử trí với nhau thì tự nhiên ổn thỏa. Ví dụ như là cái đạo tràng của chúng ta đông quá thì tụ họp lại không có tiện, không có chỗ, chúng ta có quyền tách làm hai là cái chuyện bình thường. Tách làm hai ra nhưng mà chúng ta cũng phải hỗ trợ cho nhau. Dâm thành khẩn nói với chư vị là Diệu Âm rất kỳ vọng vào những cái thành quả hộ niệm ở Việt Nam. Hễ một người đi hộ niệm bất cứ hình thức nào, Diệu Âm cũng thành tâm tán thán. Vì xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm này ví dụ chư vị thấy rõ ràng không? Rõ ràng cứu người từng ngày không? Nhưng không có người hộ niệm thì pháp hộ niệm này cũng chỉ cóc vào một cái trang giấy, một cái chỗ nào đó cho kỹ, để rồi người ta nhìn thấy mà đi đọa lạc, chứ không phải là đi vãng tranh tay phương cực lạc. Cho nên những cái ban hộ niệm rất cần, rất quý với nhau chư vị ơi. Nếu chư vị đã đi hộ niệm rồi thì cố gắng là yểm trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, kết hợp lẫn nhau, đừng nên chia năm xẻ bảy, tội nghiệp lắm chư vị. Tôi biết là những người đã phát tâm hộ niệm rồi thì nhất định là những người tốt. Còn những chuyện mà thí dụ ban hộ niệm B đi tới ban hộ niệm C, rồi tới rồi điều C đi hộ niệm A, đi vòng vòng như vậy thì kẹt ở chỗ này, kẹt chỗ nó, thì cái kẹt này là cái kẹt của người phàm phu chúng ta chấp trước đấy. Mong cho chư vị cũng điều giải với nhau. Diệu Âm biết rằng là khi ngồi tại đây nói chuyện hộ niệm với chư vị thì trong quá khứ chính Diệu Âm cũng làm quá nhiều chuyện sai, chứ phải một chuyện sai. Nhưng mà chính nhờ cái những chuyện sai đó mà mình suy nghĩ lại rồi từ từ bỏ đi, mới gột lần. Đây là cái hành trang tu tập của người phàm phu đấy. Đã phàm phu rồi thì mê lắm chư vị ơi. Mê thì nhất định chúng ta sẵn sàng làm những chuyện sai lầm mà không hay. Vậy thì bây giờ khi gặp một cái ban hộ niệm có người tách ra, chúng ta cố gắng tự mình suy xét lại, rồi cởi mở với nhau, tha thứ với nhau. Lỡ một ban hộ niệm làm điều gì sai, chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ và tìm cách để cho họ có cơ hội sửa đổi và tiếp tục để hộ niệm cứu người. Thì hay hơn là khi có một người nào làm sai, chúng ta cứ chấp mãi cái sai đó mà rồi đâm ra tình trạng là hãy đi hộ niệm với tôi thì tôi không đi hộ niệm bên kia, điều đó không tốt. Mong chư vị cố gắng kết hợp với nhau, chúng ta làm đạo để có cơ hội tạo phước, dùng cái phước đó lót đường cho chính mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không chư vị? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân.